vị và các bạn, đưa hàng Việt về với nông thôn là hoạt động thường niên được Sở Công Thương và Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA phối hợp tổ chức thường niên từ năm 2009 tới nay. Đây không chỉ là cơ hội để cho các doanh nghiệp tiếp cận với người tiêu dùng, mà còn là cầu nối để cho doanh nghiệp có thể kết nối với các hệ thống phân phối thị trường tại nông thôn. Trong năm 2017, qua 3 phiên chợ được tổ chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thu hút hơn 38.000 lượt người tham quan mua sắm với doanh thu gần 4 tỷ đồng. Những con số này cho thấy tín hiệu tích cực mà hoạt động này mang lại. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, môi trường và thị trường kinh doanh đang có những thay đổi lớn và liên tục, điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ thị trường trong nước để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, tìm được thế đứng vững chắc ở sân nhà. Và việc tham gia vào các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối giao thương đã giúp cho doanh nghiệp bước đầu làm được điều đó. Cái hiệu quả thứ nhất là mình đưa cái mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam về tới tận cái vùng sâu vùng xa nhất của những bà con người ta mới nhận biết được. Lâm Đồng với điều kiện địa lý, thiên nhiên ưu đãi, với nhiều sản phẩm đặc thù đã và đang là thế mạnh lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều địa phương trong cả nước. Các chương trình xúc tiến kết nối giao thương được tổ chức hàng năm với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp địa phương được đánh giá cao và được xem là kênh lưu thông mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hiệu quả. Tôi thấy đây là một cái việc rất là tốt mà nên làm thường xuyên, bởi vì qua con đường giao lưu kết nối như thế này thì doanh nghiệp của hai tỉnh sẽ tìm hiểu kỹ về cái vấn đề phát triển và để kết nối giao thương. Hàng tháng, hàng năm chúng tôi định kỳ cũng đi tìm kiếm các đối tác, các nhà cung cấp để mà đa dạng hàng hóa của chúng tôi. Tuy nhiên thì trong buổi hội nghị này thì chúng tôi cũng đã tiếp xúc rất nhiều các doanh nghiệp, thì này là một cái cơ hội cho chúng tôi để mà bổ sung nguồn hàng, đa dạng hàng hóa để phục vụ cho khách hàng được tốt hơn. Hoạt động xúc tiến kết nối giao thương trong những năm vừa qua ngày càng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu. Từ những hoạt động này, các doanh nghiệp Lâm Đồng cũng đã thực sự thu được những kết quả lớn ngoài mong đợi. Chúng ta phải nhìn tới xa hơn một chút xíu. Hiện nay là việc Việt Nam là gia nhập cái khu vực kinh tế ASEAN, rồi các cái FTA chúng ta cũng đã ký kết và một số những cái FTA chúng ta đang chuẩn bị triển khai thực hiện. Có thể nói rằng là việc mà những sản phẩm của Lâm Đồng hiện nay tham gia vào các thị trường ở trong nước chính là cái bước mà tập dượt thử để chúng ta biết những điểm mạnh, điểm yếu chúng ta trong cái việc mà chúng ta sắp tới sẽ gia nhập vào các cái hiệp định thương mại với khu vực của trên thế giới. Tổng kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 là 14,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí xã hội hóa 2,4 tỷ đồng từ doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp khi tham gia các đoàn xúc tiến đầu tư thương mại để hoạt động này tiếp tục hiệu quả thiết thực, góp phần tạo nên những cú hích mạnh mẽ trong phát triển kinh tế của địa phương.